Hello, xin chào tất cả các bạn nha Thì trong video ngày hôm nay Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách nạp tiền vào trong Play Odu Đây là một trang web donate Các bạn có thể donate cho các idol như là Hatsuno Thì thật là may mắn luôn các bạn ơi Cái video ở trên tiktok của mọi người Lúc trước á, cỡ 8-9 tháng trước á, mình có hướng dẫn một lần á. Hiện tại đã đạt hơn cục mốc là hơn 3.500 view rồi mọi người ơi Quá là đã luôn mọi người ơi Và có rất là nhiều bạn á, vẫn đến giờ vẫn chưa biết cách nạp tiền vào trong web này như thế nào Và đầu tiên các bạn hãy vào trang web Google Và tìm cho mình có tên là playdu net nha thì ở đây có rất là nhiều bạn đăng lên để chơi game cùng nó giống như là cái app lita mà các bạn bút những bạn gái xinh đẹp để chơi game cùng á mọi người mà app lita là app ra sau với app nha app này là ra đầu tiên mọi người app này ra trước luôn á sau đó các bạn tạo tài khoản và đăng nhập ở một gây hình đại diện này nè các bạn bấm vô số dư thì nó sẽ hiện lên những cái cổng thanh toán để nạp tiền vào player du thì nếu như bạn nào nạp bằng thẻ cào điện thoại thì có thể chọn cái mục thứ tư nha nạp tiền bằng thẻ cào điện thoại đó mobicard á, bấm vào trên cái mục bao mọi người thì ở đây phí rất là cao nha mọi người các bạn phải bị mất hơi lên đến 35 phần lượng là các bạn nạp 100 ngàn á, là các bạn chỉ nhận lại được trong tiền trong layer đua chỉ được có được 65 ngàn thôi và các bạn nhớ đọc kỹ thông tin nha nếu như các bạn chọn sai mệnh giá thì nó sẽ trừ 50 giá trị thẻ đó thì đây nó có những mệnh giá nè đó cho tỷ bạn có kẹt hai chục ngàn nếu bạn nạp vô thì bạn bị trừ ba mươi phần phí thì sau đó các bạn bấm nạp thành công đúng không nó sẽ chuyển tiền thẳng vào trong cái tài khoản player của các bạn luôn và lúc trước đó, mình hay kiếm tiền thẻ ví quốc tế mình nạp bằng bay bao không mà đó thì anh em nào mà có ví bay bao thì có thể chuyển thẳng vào bay bao nha và nếu các bạn không muốn bị mất phí các bạn có thể chuyển hình thức qua qr nha đó khi ở đây số tiền muốn nạp nghe tỷ mình ghi ở đây là hai trăm ngàn đi sau đó các bạn bấm chữ nạp tiền và nó sẽ hiện ra một mớ thông tin để cho các bạn copy vào sau đó các bạn kéo xuống có những nội dung dưới đây nè các bạn hãy nhớ là sao chép cái nội dung lại đó 668 FA gì đó sao chép lại và sau đó các bạn vào trong cái băng kinh của bạn chuyển tài khoản và ghi cái nội dung tin nhắn giống như vậy á là ok sau khi bên họ nhận tiền xong họ sẽ gửi tiền vào trong cái app player do này để cho các bạn donate ngoài donate ra các bạn còn có thể mua thẻ garena để nạp vào liên quân hay là fifa nha đó nạp tất cả các loại game luôn và đây chính là cái lịch sử lúc đó mình donate cho Hasano nè. Và mình sẽ chỉ cho các bạn cách rút tiền luôn. Nếu như mà các bạn cài play đua mà các bạn chơi game được khán giả donate á. Giống như mình đây. Lúc trước á, mình được cái anh này anh donate cho mình khoảng gần 200 ngàn mọi người quá là ngon luôn các bạn chọn cho mình cái mục rút tiền sau đó họ sẽ gửi một cái mã xác nhận qua email tại tài khoản playdo của các bạn á các bạn vào email check hộp thư để xác nhận cái mã rút tiền và các bạn hãy đủ 200 k các bạn mới được rút tiền nha nếu như mà bạn dưới 200 k là họ sẽ không cho rút đâu thì mình ở đây mình rút 200 k nhưng mà mình không đủ tiền á mình phải nạp thêm 5 ngàn đồng nữa cho nên mình đủ cái phí mình bù vô cái phí rút tiền của họ là thêm 5 ngàn đồng nữa là mình đủ 205 trăm ngàn thì mình rút thì mình không có muốn rút nhanh đâu mình chọn rút bình thường thôi À, tiền nó sẽ về sau một tiếng duyệt nha mọi người, rất là nhanh luôn. Thì sẵn đây nếu như bà bạn nào muốn kiếm thẻ game miễn phí bằng cách khảo sát á, các bạn có thể làm cái khảo sát Voice này nè. Đây chính là cái uh, form đăng ký mình sẽ để dưới phần bình luận nha. Thì ở đây các bạn uh, chỉ cần điền khảo sát thôi, rảnh thời gian các bạn vào khảo sát. Mình rút là 4 đô, tương đương đâu đó, đó khoảng 83k nha mọi người.